Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình có nạp một chiếc thẻ Viettel, tuy nhiên thì mình lại nạp sai quá 5 lần, cho nên nhà mạng đã báo về cho mình biết là đã bị khóa cái chức năng nạp thẻ do mình nạp sai quá 5 lần. Thì trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể mở khóa xóa cái lỗi là nạp thẻ sai quá 5 lần nhá. Thì sẽ có hai cái cách để các bạn có thể mở được xóa được cái lỗi đó. Đầu tiên thì các bạn có thể gọi đến tổng đài 198 và nhờ tổng đài viên mở khóa giúp các bạn. Và nếu mà các bạn nào mà không còn tiền thì các bạn có thể dùng một chiếc điện thoại khác, ví dụ các bạn đây nhá, các bạn có thể dùng một cái số điện thoại khác cùng nhà mạng và các bạn cũng có thể gọi cho tổng đài Viettel 198. Tuy nhiên thì nhiều lúc thì các bạn gọi thì tổng đài viên bận, các bạn không liên lạc được. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thứ hai nhá. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thứ hai để các bạn có thể xóa được cái lỗi này nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ, ví dụ các bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng App Store này nhá. Còn các bạn nào sử dụng điện thoại Android thì các bạn sẽ vào CH Play và các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là My Viettel này nhá. Đó, khi các bạn tải xong cái ứng dụng My Viettel thì các bạn sẽ chọn vào để đăng nhập nhá. Mình sẽ đăng nhập này. Mình sẽ đăng nhập nhá. Đó, đây thì các bạn nào mà có mật khẩu rồi, từng đăng nhập rồi thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu. Tuy nhiên là mình không có thì mình sẽ đăng nhập bằng mã OTP nhá. Đó, mình sẽ nhập cái mã OTP vào đây. Đó, thì các bạn nhìn thấy đây, thì ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là xóa lỗi thẻ nhá. Đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào tất cả này. Đó, thì các bạn đây, các bạn sẽ tìm cho mình là xóa lỗi nạp thẻ đây nhá. Đó, khi các bạn vào trong cái phần tiện ích thanh toán thì các bạn sẽ chọn cho mình đến cái mục là xóa lỗi nạp thẻ, thì các bạn sẽ chọn vào. Tiếp đến thì giờ các bạn sẽ điền cho mình cái, các bạn sẽ điền cho mình cái mã bảo mật mà nó hiện ở trên đây nhá. Vào đây nhá. AH8Z này. A này. H này. 8 này. Z này. Đó, mình xong này. Mình sẽ chọn vào là xóa lỗi nạp thẻ này. Đó, vậy là mình đã xóa lỗi thành công này này. Ở đây thì họ đã báo cho mình là xóa lỗi thành công. Và giờ mình sẽ dùng cái thẻ mà vừa mình đã nạp, nó báo lỗi là không nạp được, mình nạp lại nhá. Mình sẽ quay trở lại này. Sao 100 sao. Xong. Và giờ mình sẽ nạp này. Đó, vậy các bạn này, mình đã xóa lỗi nạp thẻ sai quá 5 lần và mình đã nạp lại được này. Mình sẽ bỏ qua nhá. Vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể xóa cái lỗi nạp thẻ sai quá 5 lần nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.